Xin chào quý khán giả thân mến nhá. Hôm nay DVH lại nhận được những đơn hàng mới đây. Hôm nay thì giao cho anh Nguyễn Văn Phương ở Tam Nông, Đồng Tháp một cặp SUV 50 LS củ carbon. Rồi, rất là đẹp. Đây, anh em thợ bên em thì đang đóng nốt lưới vào. Con này của nó thùng gỗ nó dày dặn, nó rất là đẹp các bác nhá. Gỗ này gỗ dày lắm và nó ép đặc các bác nhìn. Nói chung là thùng của LS thì DVH đã review ở những clip trước rồi. Rất đẹp, gỗ nó dày, nó chắc chắn, rất ok. Nói chung là với cấu hình này thì cầm một con đẩy có công suất khoảng là 1500W ở 8 ohm. Quánh đôi này thì sẽ quánh tưng bừng luôn. Quánh tưng bừng luôn. Đây, ở trong này thì em cũng còn một đôi nữa nhưng mà không kịp tại vì tối mất rồi. Đây, đôi này thì là mai gửi đi Hải Phòng này. Mai một bác khách Hải Phòng cũng lấy về quánh đám cưới này. Nói chung là sắp vào cái mùa cưới rồi nên là rất là nhiều quý khách hàng quan tâm tới những cái mảng loa công suất lớn này để đi phục vụ cưới hỏi, phục vụ sự kiện cưới hỏi các thứ. Đây, cái đôi này thì hôm nay không kịp, định là để chiều nay gửi nhưng mà nãy là có khách qua thành ra là lại phải bận tiếp khách không đi gửi được. Lại phải hẹn bác cái ngày mai. Đấy, SUV LS của carbon. Rất gấu, rất khỏe các bác nhá. Con này thì thùng hậu sâu. Các bác có thể thấy là những cái hậu nó rất là sâu. Hậu rất là sâu nên là nó oánh ra một cái tiếng nó ấm lắm, oánh nó ấm tiếng, nó gầm gừ. Nghe rất là phê. Và lưới của loại này thì lưới cũng vô cùng cứng luôn. DVH đã review rồi. Cái lưới này đứng lên đây nhún thoải mái, không bao giờ vấn đề gì cả. Lưới họ làm rất là dày, lưới thép 2 ly. Rất dày, rất là phê luôn. Đấy, cấu hình này thì bên DVH này đang bán một chiếc thì là 5,5 triệu các bác nhá. Các bác mua một chiếc DVH cũng bán. Một chiếc này thì là 5,5 triệu, còn một đôi thì là 11 triệu. Đấy. Giá tại cửa hàng chưa bao gồm cước vận chuyển các bác nhá. Cước vận chuyển thì nếu mà gửi bưu điện thì con này cũng khá là tốn cước này. Gửi bưu điện này các cái tỉnh phía Bắc thì em nghĩ nó cũng phải đến tầm nó 500.000. 500.000 là một chiếc loa. Một chiếc này gửi bưu điện phải hết tầm 500.000 rồi. Còn đâu gửi về miền Nam thì nó cũng phải 600-700. Tùy vùng, thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ rẻ hơn. Tại vì nó là tuyến chính, khoảng nó 600. Còn đâu các cái tỉnh khác thì nó phải lên đến 700. Tại vì con này nó rất là nặng. Thùng này nó nặng vô cùng luôn. Đấy nên là các bác mà ở những cái tỉnh xa mà có nhu cầu mua hàng thì đặt cọc trước cho DVH một ít thì bên em sẽ đóng hàng và em sẽ gửi bưu điện. Nếu mà các bác nào mà quen xe khách hoặc là gần đường quốc lộ thì em sẽ gửi xe thì cước nó sẽ rẻ hơn nhiều. Ví dụ như là cái đôi ở trong kia, đấy một đôi kia thì mai em sẽ gửi đi Hải Phòng ấy. Thì xe khách nó quen nó lấy rất là rẻ. Nó lấy có 150.000 một cái thùng này, đấy là xe quen. Còn nếu xe không quen thì nó sẽ lấy là 200.000 một thùng. Tức là một đôi các bác mất 400.000 tiền cước. Là từ đây về Hải Phòng, từ Hà Nội về Hải Phòng. Nhưng mà một đôi này mà gửi bưu điện thì đấy các bác biết rồi, gửi các cái tỉnh phía Bắc này một đôi là mất ngay 1 triệu tiền cước rồi. Đấy. Cái tiền cước đấy thì bên vận chuyển thì họ hưởng thôi chứ em cũng chả ăn rơi ăn ra gì của các bác cả. Đấy nên là các bác mà ở xa mà không trực tiếp đến mua hàng được thì chịu khó phải thêm cái tiền cước đấy. Thì em sẽ gửi hàng cho các bác. Nếu mà gần đường to thì tốt nhất là gửi xe thì cước nó sẽ rẻ. Thì em chịu khó em đi gửi xe cho các bác thì cước nó sẽ rẻ hơn nhiều. Còn các bác nào mà bất đắc dĩ quá xa đường thì sẽ phải gửi bưu điện. Bưu điện thì em sẽ phải đóng xốp kìa. Các bác nhìn một chồng xốp này mua của các người mà người ta đi thu gom giấy vụn xốp vụn đấy. Đấy em phải mua, mỗi lần mua rất là nhiều, cả một nhà xốp cơ. Thì em sẽ đóng vào các cái góc này, em đóng kín mít lại thì sẽ gửi bưu điện cho các bác, nó sẽ an tâm hơn rất là nhiều. Đấy, đôi này bây giờ em sẽ đóng, em sẽ gửi bưu điện nhá. Rất là đẹp, nói chung là nhìn cái dòng bát này thì nhìn vào cái màng của nó đẹp mê ly mê hồn luôn. Rất đẹp, rất phê. Đấy con. Màng này nó cứng cực kỳ luôn, đi làm trời mưa trời nắng thoải mái. Và cái thùng này cũng là thùng chống nước này, các bác đi làm trời mưa thoải mái luôn. Gỗ họ làm rất là dày, gỗ dày này và chất lượng sơn thì quá ok luôn. Đây, chất lượng sơn này, sơn rất đẹp ạ, sơn rất đẹp. Và tay sách này trông nó cứng cáp, nó khỏe mạnh. Nói chung là mẫu của lát này thì bên cái công ty này thì em rất là thích này, họ làm rất là chất lượng. Đấy, một công ty chuyên sản xuất các cái thùng loa này rất là đẹp, rất là ok luôn. Lưới này của nó cứng vô cùng luôn, đứng lên đây nhảy thoải mái, cháu rất là bẹp. Rồi ok. Đấy thì bây giờ thì bên em sẽ tiếp tục cái quá trình đóng hàng. Con bên này thì là một bác khách thì đặt là con này là SUV RCF. Em chưa nhớ khách tên là gì. Tại vì cũng nhiều khách đặt lắm, em không nhớ hết. Đấy, một bác này đặt cái SUV này là củ RCF này. Thì con này thì giá rẻ hơn, con này là 4,5 triệu. Ở trong nhà kia thì em còn nhiều lắm. Rất nhiều, hôm vừa rồi em nhập đấy. Hôm vừa rồi nhập 30 đôi. Mấy lần lô trước thì còn sót 2-3 đôi gì đấy. Nhiều vô kể luôn, ở trong nhà em còn rất nhiều. Đấy là các bác mà đặt SUV này thì an tâm, thoải mái luôn, rất nhiều hàng cho các bác, không bao giờ thiếu luôn. Đấy, thì clip này thì em xin phép là dừng lại tại đây nhé. Tại vì bây giờ, nói thật là hôm nay là cũng không có thợ, anh em thợ nó đang đi chỉnh loa cho khách. Nên là cũng trực tiếp em phải bắt tay vào đóng hàng thôi.
không có cách nào khác cả, không có người thì mình cũng phải làm thôi. Đấy, hôm nay là có mỗi em với cả cu Huân này nó ở nhà, hai anh em thì làm ba con súp này với cả mấy con bát rời với vang mic các thứ các bác đặt mua lẻ nữa, thì em đều đóng hàng em gửi bưu điện hết. Ok, clip này em xin phép dừng lại tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả thân mến trong những clip sau. Chúc các bác nghe nhạc vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.